Thầy An mến chào các em học sinh Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 83 9.31 Chứng minh rằng tam giác có đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ cùng một đỉnh trùng nhau là một tam giác cao Đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ cùng một đỉnh trùng nhau là một tam giác cân. 9.31. Chúng ta vẽ hình ha. thì là một tam giác cân, cho nên chắc chắn là tam giác chúng ta vẽ sẽ là tam giác cân. Tam giác ABC. rồi đường trung tuyến và đường cao AM là đường trung tuyến có nghĩa là MB bằng MC rồi AM là đường cao có nghĩa là góc này vuông rồi giả thiết nè giả thiết là mình có tam giác ABC À, rồi đường trung tuyến và đường cao có nghĩa là AM là đường trung tuyến AM là đường trung tuyến có nghĩa là MB bằng MC MB C bằng MC đó nó đại diện cho AM là đường trung tuyến rồi tiếp theo là AM nó cũng là đường cao nè AM là đường cao có nghĩa là AM nó sẽ vuông góc với BC Đó, đường trung tuyến nè, đường cao nè. Kết luận. Kết luận là ABC là tam giác cân ha. Tam giác A B C cân. Đó, hoặc chúng ta có thể nói là AB bằng AC cũng được. Rồi bây giờ chúng ta đi chứng minh. Thầy muốn chứng minh một tam giác là một tam giác cân thì chúng ta sẽ chỉ ra cho người ta thấy rằng là tam giác đó có hai cạnh bằng nhau hoặc là hai góc bằng nhau như vậy thì mình nhận định nè à, nếu mà tam giác abc mà cân á thì nó sẽ cân ở a mà nếu nó cân ở a thì chúng ta cần chứng minh ab bằng ac muốn chứng minh ab bằng ac á, thì chúng ta dẫn đến việc chứng minh hai tam giác bằng nhau hai tam giác mà chứa hai cạnh này đó là amb và tam giác amc À, thì chúng ta sẽ xét hai tam giác này xét tam giác AMB và tam giác amc ta có mình thấy đây là hai tam giác vuông à, hai tam giác vuông có mb và mc giả thuyết có am là cạnh chung đủ để chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Tam giác này bằng nhau suy ra AB bằng AC, AB bằng AC suy ra tam giác ABC cân. Đó là cái quy trình chúng ta sẽ đi ha. Có gì? Có AM là cạnh chung. Rồi có gì nữa? Có góc AMB bằng góc AMC. bằng bằng 90 độ lý do là AM vuông góc với BC rồi có MB bằng MC theo giả thiết Đó. đủ để chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau ha từ đó mình suy ra là tam giác AMB sẽ bằng tam giác A m c trường hợp cạnh góc cạnh hai tam giác này bằng nhau thì mình suy ra là cạnh ab sẽ bằng ac nó là hai cạnh tương ứng ab mà bằng ac thì chúng ta suy ra tam giác A, B, C sẽ sẽ căn. Rồi mình xong 9.31. Mình qua 9.32. Cho 3 điểm phân biệt thẳng hàng A B C. À chúng ta phải phải hành luôn ha. 9.32. Cho 3 điểm phân biệt thẳng hàng A rồi b đây rồi c đây a b c cho ba điểm phân biệt thẳng hàng a b c gọi d là đường thẳng vuông góc với đường thẳng ab tại a thì ba bạn này thẳng hàng cho nên chúng ta có thể kẻ một đường thẳng à, đi qua ba điểm này. Rồi, tiếp theo này. D là đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB tại A. D vuông góc với AB tại A. Có nghĩa là đường thẳng D của chúng ta đây. Đó. D. À, vuông góc với AB tại A. Là vuông Rồi Với điểm M thuộc D M khác A M thuộc D có nghĩa M nằm trên đường thẳng D Thầy lấy M đây Và M khác A Vẽ đường thẳng MC Vẽ đường thẳng MC Đấy Đường thẳng MC Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CM. Cắt D tại N. Đó. Qua B, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với CM. Đây, mình để CM nó trùng với cái vệt này ha. Đó. Vuông góc này. Và cắt đường thẳng D tại n ha cắt đường thẳng d tại n đây là điểm n chứng minh đường thẳng bm vuông góc với đường thẳng cn bm vuông góc với cn à thầy nói cn lại người ta bảo mình là chứng minh bm vuông góc với cn thì mình thấy nè à mình thấy là nb là đường cao đúng không rồi cb cũng là đường cao đúng không à, hai đường cao này cắt nhau tại b có nghĩa là b chúng ta học sẽ là trực tâm của tam giác mnc đó thì nó là trực tâm thì hiển nhiên là mb sẽ là đường cao chứ nữa MB sẽ đường cao thứ ba. nó khác là MB sẽ vuông góc với CN. À, khá đơn giản đúng không? Chúng ta xét tam giác MNC. Ha? Xét tam giác MNC. Có, mình có là NB vuông góc với CM. NB vuông góc với CM có nghĩa là đường cao đó đúng không NB là đường cao rồi tiếp theo CA vuông góc với MN điều đó có nghĩa là CA cũng là đường cao đúng không mà NB nó cắt CA tại B có nghĩa là b là giao điểm của hai đường cao à b là giao điểm của hai đường cao cho nên là mình suy ra được là b là trực tâm của tam giác mnc đó b là trực tâm thì suy ra mb sẽ là đường cao hay nói khác là MB nó sẽ vuông góc với NC. Điều phải chứng minh ha. đề bài chúng ta chứng minh là BM vuông góc với CN. Đây, mình đã chỉ ra đây, MB vuông góc với NC ha. Chúng ta xong 9.32. Chúng ta sang 9.33. Có một mảnh tôn hình tròn cần đục một lỗ ở tâm làm thế nào để xác định được tâm của mảnh tôn đó chín 33 ba mươi ba có một mảnh tôn hình tròn đây giả sử chúng ta có một cái mảnh tôn như thế này thầy cố tình thầy à, lấy tâm nó không có trùng với các đường kể ha đây giả sử bây giờ chúng ta có một cái mảnh tôn như thế này nè hoặc là à, địa phương thầy thì gọi là miếng tôn nè mình có một cái miếng tôn như thế này mình chưa biết tâm ha rồi bây giờ người ta bảo mình là làm thế nào để xác định được tâm của mảnh tôn đó thì do thầy vẽ hình con ba nên các bạn có thể thấy tâm ở đây chứ còn bình thường nếu mình có một cái miếng tôn như thế này thì mình mình không có tâm đúng không bây giờ chúng ta cần xác định được tâm và giống như bài trước chúng ta học thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất là giao điểm của ba đường trung trực sẽ cách đều ba đỉnh đúng không và có một đường tròn tâm là giao điểm của ba đường trung trực sẽ đi qua ba đỉnh của tam giác đó cho nên là bây giờ mình muốn xác định được tâm của cái miếng tôn này thì chúng ta sẽ lấy ba điểm phân biệt abc trên đường viền ngoài của mảnh tôn ha. À. thì đầu tiên này chúng ta sẽ lấy ba điểm để mình có tam giác đó ha. À lấy 3 điểm phân biệt A B C trên đường viền ngoài của mảnh tôn ha. Đây ví dụ A đây. B đây. Rồi C đây chẳng hạn ha. Rồi tiếp theo để nói lại đó, thì chúng ta sẽ được một tam giác đúng không? Rồi tiếp theo là để xác định được tâm của cái miếng tôn này có nghĩa là chúng ta cần xác định một điểm cách đều ba điểm ABC đó chính là giao điểm của các đường trung trực được chưa? Cho nên là bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ đường trung trực. Vẽ đường trung trực cạnh AB và cạnh AC. Đấy, vẽ đường trung trực cạnh AB và AC. Đường trung trực đây. hai điểm trung trực thì lúc này hai đường trung trực này sẽ cắt nhau tại một điểm ha à. thì gọi điểm này điểm o đi và điểm o này chính là tâm cần xác định hai đường trung trực này cách nhau tại o khi đó o là tâm cần xác định ok đó chúng ta đã xác định được tâm của cái mảnh tôn này ha rồi chúng ta xong 9.33 9.34 Cho tam giác ABC Kẻ tia phân giác AT của góc tạo bởi tia AB và tia đối của tia AC Chứng minh rằng nếu đường thẳng chứa tia AT song song với đường thẳng BC thì tam giác ABC cân tại A. 9.34. Tóm lại là tam giác ABC sẽ cân tại A đúng không? Cho nên khi chúng ta vẽ hình, mình sẽ vẽ tam giác ABC cân tại A trước. A à đây đây C đây Mình vẽ tam giác ABC căn trước nhưng mà mình không được sử dụng tam giác ABC căn nha Bởi vì bây giờ mình mới đi chứng minh mà Cái điều mình chứng minh thì mình không được sử dụng nha các em Đó Đây Cho tam giác ABC này được chưa Rồi kẻ tia phân giác AT của góc tạo bởi tia AB Tia AB đây tia và tia đối của tia AC. À, tia AC đây. Nha, tia AC đây. Thì tia đối của tia AC là tia này, tia ngược lại. mình đã được học ở lớp 6 đúng không? Tia đối của tia AC sẽ là tia ngược lại. Ok chưa? Rồi, chúng ta cần kẻ tia phân giác AT. Rồi, lúc này tia phân giác nó sẽ song song với AB ha tia phân giác AT đây. OK. Và khi mình vẽ tia phân giác thì mình ký hiệu hai bạn này bằng nhau ha để nó nhắc mình AT là tia phân giác. Và để mà mình nói điểm cho nó, để mà mình nói góc cho nó đơn giản, thầy sẽ gọi đây là góc A1, đây là góc A2 chẳng hạn. À. Rồi. Đề cho chúng ta là nếu đường thẳng chứa tia AT có nghĩa là AT nó song song với BC. Thì tam giác ABC cân tại A. Rồi chúng ta cần chứng minh tam giác ABC cân. Thì như thầy đã nói là muốn chứng minh một tam giác cân thì chúng ta cần chứng minh tam giác đó có hai cạnh bằng nhau hoặc là hai góc bằng nhau và mình cố gắng mình xoáy vào cái giả thiết người ta cho ví dụ như người ta cho mình là AT song song với BC này thì mình sẽ cố gắng mình làm sao đó để mình khai thác cái giả thiết này ha thì mình thấy là AT mà song song với BC thì chúng ta sẽ suy ra được góc A2 sẽ bằng góc B đúng không A2 bằng góc B đó lý do là hai bạn này là hai góc sau le trong và A1 sẽ bằng góc C được chưa? A1 bằng góc C. Bởi vì hai bạn này là hai góc đồng vị. Rồi tiếp theo là AT là tia phân giác nên mình phải sử dụng ha, à, AT là tia phân giác, có nghĩa là A1 sẽ bằng A2. Đó. Mình thấy A2 bằng góc B, A1 bằng góc C mà A1 lại bằng A2 thì suy ra là B sẽ bằng C. B bằng C thì suy ra tam giác ABC cân tại A. Xong bài. Được không? mình cố gắng mình sử dụng những cái giả thiết người ta cho ha chắc chắn là người ta cho sẽ không thừa đâu mình phải sử dụng hết mới được rồi bây giờ mình tiến hành làm ha thì đầu tiên là mình có là at song song với bc ta có tia at nó song song với với bc thì nó song song nên chúng ta suy ra được hai điều đó là góc A2 sẽ bằng góc B. Góc A2 sẽ bằng góc góc B. Lý do là hai góc sau đây trong ha. Hai góc so le trong. Tiếp theo, A1 sẽ bằng góc C. Lý do là hai góc đồng vị. Đó. A2 bằng góc B, A1 bằng góc C. Mà chúng ta lại có A1 bằng A2. Lý do là AT là tia phân phân giác ha. Đó. A1 bằng A2 lý do AT là tia phân giác. Nè, A2 bằng B, A1 bằng C, mà A1 bằng góc A2. Đó, A1 bằng 2, suy ra B bằng C đúng không? Từ đó suy ra góc B bằng góc C. Đó. Góc B bằng góc C thì mình suy ra tam giác A B C sẽ cân tại tại A. Được chưa? Đề bài chúng ta chứng minh tam giác ABC cân tại A. À, chúng ta đã chứng minh xong tam giác ABC cân tại A. Thì tam giác mà có hai góc bằng nhau thì đó là tam giác cân. Tức chúng ta xong 9.34. Chúng ta sang 9.35 Ký hiệu SABC là diện tích tam giác ABC Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC M là trung điểm của BC Câu A Chứng minh diện tích tam giác GBC bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. Thì những bài này mình phải vẽ hình. À, mình vẽ hình mình mới chứng minh được các em. 9.35 tam giác ABC mình cố gắng mình vẽ hình lớn một xí để mình dễ nhìn nha tam giác a b c tam giác abc M là trung điểm của BC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, bốn rưỡi. M, đây là, là điểm M. M là trung điểm của BC. Mình ký hiệu vào cạnh này. Sẽ bằng cạnh này. Rồi tiếp theo. G là trọng tâm trọng tâm thì chúng ta sẽ vẽ hai đường trung tuyến ha giao điểm của hai đường trung tuyến am là đường trung tuyến thứ nhất này còn đường trung tuyến thứ hai đây đường trung tuyến thứ hai đây còn đây sẽ là đường trung tuyến thứ ba thầy không có vẽ hết bởi vì thì vẽ ra các em sẽ rối đó thì g của chúng ta đây ha Rồi tiếp theo này. Chứng minh diện tích của tam giác GBC, GBC. À, diện tích tam giác GBC là tam giác này. Sẽ bằng 1/3 lần diện tích tam giác ABC, bằng 1/3 lần diện tích tam giác ABC. Đó. GBC bằng 1/3 lần diện tích tam giác ABC. Người ta gợi ý cho mình nè. Thì chúng ta sẽ sử dụng GM bằng 1 phần 3 AM để chứng minh. Diện tích tam giác GBM bằng 1 phần 3 lần diện tích tam giác ABM. Đây. GM bằng 1 phần 3 AM. GM bằng 1 phần 3 của AM. Đó là từ tính chất của trọng tâm đúng không? Từ giả thiết người ta cho này để mà chúng ta chứng minh là diện tích của GBM GBM đây tam giác này diện tích tam giác GBM sẽ bằng 1 phần 3 lần diện tích của tam giác ABM bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABM tương tự như vậy GCM GCM sẽ bằng 1 phần 3 lần diện tích tam giác ACM ACM đó có nghĩa là để mà chứng minh được diện tích tam giác GBM bằng 1 phần 3 lần diện tích tam giác ABM, ABC. Thì đề gợi ý chúng ta là chứng minh rằng là diện tích tam giác GBM bằng 1 phần 3 ABM và diện tích tam giác GCM bằng 1 phần 3 của ACM. Rồi sau đó mình sẽ cộng lại ha. Thì mình sẽ có được điều phải chứng minh. Được không? Và mình sẽ tận dụng tính chất của trọng tâm đó thì theo tính chất trọng tâm thì mình có gm sẽ bằng 1 phần 3 của am đúng không chưa đây là chữ m nha rồi thì để mà chỉ ra cho người ta thấy rằng là diện tích tam giác gbm bằng 1 phần 3 diện tích của tam giác abm thì Chúng ta sẽ cần đường cao nè, bởi vì diện tích là bằng cạnh đáy nhân với chiều cao. Cho nên là bây giờ thầy vẽ chiều cao của tam giác ABM. Đây chiều cao này. Đây là h. Đó. Thì các em phải nhắc quán với thầy rằng là bh lúc này nó là chiều cao của tam giác abm và cũng là chiều cao của tam giác gbm đồng ý chưa tam giác gbm tam giác gbm đó thì lúc này là bh nó là chiều cao của hai tam giác abm và gbm bh là do chúng ta kẻ thêm ha cho nên là mình phải báo cho người ta biết giống như là ba mẹ sinh con ra thì đặt tên thôi chúng ta kẻ bh vuông góc với am à chỗ này tí nữa mình sử dụng nữa kẻ bh thầy ghi xuống đây tới nha bởi vì bài này tí nữa câu b chúng ta sẽ dùng tiếp cho đây kẻ ph vuông góc với am vuông tại tại h thầy xóa đi cho nó đẹp Rồi bây giờ là mình thấy nè Theo đề cho á G là trọng tâm tam giác ABC Mình biết rằng là G là trọng tâm á Thì nếu mà chúng ta chia cái AM Cái đường trung tuyến này thành 3 phần Thì AG sẽ chiếm 2 phần Và GM sẽ chiếm 1 phần Điều đó có nghĩa là GM nó sẽ bằng 1 phần 3 của AM chưa? Theo tính chất về trọng tâm vì g là trọng tâm tam giác ABC thì từ đó chúng ta suy ra được là GM sẽ bằng 1 phần 3 AM Rồi, Bây giờ để mà chỉ ra cho người ta thấy rằng là diện tích của tam giác này bằng 1 phần 3 diện tích tam giác này thì thầy sẽ đi viết hai công thức để mà tính diện tích của hai tam giác này ha. Tam giác thứ nhất là GBM. GBM. Ta có nè. Thì diện tích của tam giác GBM thì diện tích sẽ bằng 1 phần 2 GBM 1/2 cạnh đáy nhân với chiều cao, cạnh đáy là GM. Cạnh đáy là GM. Còn chiều cao là BH. Ok. 1/2 GM nhân cho BH. Rồi tiếp theo diện tích của tam giác ABM A, B, M. Đây, A, B, M. Sẽ bằng 1 phần 2, cạnh đáy là AM, nhân cho chiều cao là BH. 1 phần 2, AM, nhân cho BH. Ok. Rồi tiếp theo, nếu mà thầy lấy diện tích này mà chia cho diện tích này á, thì sẽ bằng cái cụm này, chia cho cụm này đúng không? Đó. Từ đó thì suy ra được là cái diện tích của tam giác GBM mà chia cho diện tích của tam giác ABM thì sẽ bằng 1/2 GM nhân cho BH chia cho 1/2 AM nhân cho BH. Đó, các em thấy nè Khi mà chúng ta chia á, thì 1 phần 2 với 1 phần 2 hết này BH với BH hết này Đúng không? Vậy cuối cùng chúng ta còn GM chia cho AM Đúng không? GM chia cho AM này, Nếu mà mình lấy GM mình chia cho AM á Thì chúng ta sẽ được là 1 phần 3 đúng không? GM chia AM được 1 phần 3 Đó Nó còn lại là GM chia cho AM sẽ bằng 1 phần 3. Diện tích tam giác GBM chia cho diện tích tam giác ABM mà bằng 1 phần 3. Điều đó có nghĩa là diện tích của tam giác GBM sẽ bằng 1 phần 3 nhân cho diện tích của tam giác ABM. Đó. Mình vừa chỉ ra cho người ta thấy này diện tích tam giác GBM bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABM. Đây, diện tích tam giác GBM bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABM. Đó, dựa vào cái điều này. À, điều này là đây. Chúng ta đã chỉ ra được là điều này là đây. Ok. Rồi, tiếp theo bây giờ mình cần thực hiện cái điều này nữa. Thì cái điều này là GCM bằng 1 phần 3 ACM. Đây, GCM, tam giác GCM bằng 1 phần 3 diện tích tam giác là ACM. Thì giống như bên này đúng không? Mình hoàn toàn làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng hạ đường cao từ C xuống cạnh AM. Rồi mình tính diện tích tam giác GCM là bằng GM nhân cho đường cao. Rồi diện tích tam giác ACM sẽ bằng 1 phần 2 AM nhân cho đường cao rồi sẽ là mình rút gọn ha thì cái việc mà chúng ta làm hoàn toàn tương tự thì trong khi trình bày chúng ta không cần phải làm lại mà mình được quyền nói là chứng minh tương tự ha mình được quyền nói nha đi thi cũng vậy chúng ta được quyền nói cái việc chứng minh điều này nó hoàn toàn giống với việc chứng minh điều này. Cho nên chúng ta được quyền nói là chứng minh tương tự. Chứng minh tương tự. Ta cũng có chứng minh tương tự, ta cũng có diện tích của tam giác G CM sẽ bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ACM. Đó, xong nha, mình được quyền nói như vậy. Rồi, thầy gọi đây là một nhỏ, đây là hai nhỏ. Bây giờ thầy sẽ cộng một nhỏ và hai nhỏ vế theo vế. Có nghĩa là bên trái thì cộng với bên trái, thì bên phải thì cộng bên phải. Ha hay nói khác là mình suy ra nha Đây. từ một nhỏ và hai nhỏ chúng ta suy ra nếu mà thầy cộng cái gbm này diện tích của gbm mà thầy cộng với diện tích của gcm thì sẽ bằng hai thằng này cộng lại hai thằng này cộng lại là thầy lấy 1 phần ba ra ngoài luôn thì lấy 1 phần 3 ra ngoài. Còn lại là diện tích của ABM cộng với diện tích của ACM. Được không? Thằng này với thằng này cộng lại thì sẽ bằng hai thằng này cộng lại. Hai thằng này cộng lại thì mình làm nhanh, mình lấy 1 phần 3 ra ngoài luôn. Được chưa? Rồi, gần xong rồi các em. Rồi bây giờ các em chú ý nè, diện tích tam giác GBM cộng diện tích tam giác GCM nè GBM cộng với GCM chính là diện tích tam giác GBC đúng không? Đó, hai bạn này cộng lại chính là bằng diện tích tam giác GBC đó bằng 1 phần ba. Rồi diện tích tam giác ABM cộng với diện tích tam giác ACM mình nhìn này ABM cộng với ACM đó. ABM cộng với ACM là sẽ ra được diện tích tam giác ABC đúng không? Diện tích tam giác ABC. Đó, hai bạn này cộng lại ra bạn này. Còn hai bạn này cộng lại sẽ ra bạn này. Rồi, mình chứng minh xong câu A rồi đó các em. Đây, câu A đây. Chứng minh là GBC bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. Đây, diện tích tam giác GBC bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. ha đây mình ghi là điều phải chứng minh ha ok mình xong qua nha à, thầy đi rất là chậm ha hi hy vọng các em hiểu và bài này cũng hơi khó đó các em hơi khó rồi chúng ta xong qua a bây giờ chúng ta qua câu b câu b là chứng minh diện tích tam giác gca bằng diện tích tam giác gab và bằng 1 phần ba diện tích tam giác abc đây đề bảo chúng ta chứng minh là gca tam giác gca tam giác này bằng diện tích tam giác gab bằng tam giác này và sẽ bằng 1 phần ba abc bằng 1 phần ba abc được chưa đó thì sẽ có hai ý ý thứ nhất chúng ta sẽ chứng minh hai thằng này bằng nhau đó rồi ý thứ hai chúng ta sẽ chứng minh thằng này bằng 1 phần 3 thằng này. Được chưa? Là mình sẽ suy ra được điều này chứ nữa. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh hai thằng này bằng nhau trước nha. GCA bằng GAB. Đây. GCA và GAB. Mình sẽ chứng minh hai thằng này bằng nhau. Thì mình thấy rằng là diện tích của tam giác GAB sẽ bằng 1 phần 2 AG nhân với BH đúng không? Cạnh đáy nhân với chiều cao. Còn diện tích tam giác GCA sẽ bằng 1 phần 2 AG nhân với đường cao hạ từ C đúng không? Nhân với đường cao hạ từ C. Vậy bây giờ mình sẽ hạ đường cao. Đó. Tam giác GCA bây giờ mình muốn hạ đường cao từ C nè. Chúng ta phải nối dài AG ra. Đó, nối dài AG ra. Và chúng ta sẽ hạ đường cao từ C xuống AG đây đường cao từ C xuống AG đây và chúng ta đặt tên cho bạn này là N mình nhận định nè diện tích tam giác GAB sẽ bằng một phần hai AG nhân với BH còn diện tích tam giác GCA sẽ bằng một phần hai cạnh đáy là AG nhân với CN CN là đường cao nha đó mà mình cần chứng minh hai tam giác này có diện tích bằng nhau đó mà ag chung rồi có nghĩa là chúng ta cần phải chỉ ra cho người ta thấy rằng là bh bằng cn đúng không bh à, bằng cn như vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ ra trước bh bằng cn trước mà muốn chỉ ra bh bằng cn thì chúng ta phải chỉ ra hai tam giác bằng nhau mà chứa hai cạnh này à đó là tam giác BHM và tam giác CNM. Đó. Xét hai tam giác BHM và tam giác CNM, mình thấy rằng là góc M1 sẽ bằng góc M2 do đối đỉnh, đúng không? Mình có MB bằng MC. Vì đề cho M là trung điểm. Mình có đây là hai tam giác vuông. Đó. Từ đó mình suy ra tam giác BHM và tam giác CNM bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn cạnh huyền góc nhọn đó hai tam giác này bằng nhau mình suy ra bm bh bằng cn đó có bh bằng cn thì chúng ta sẽ chứng minh được là diện tích tam giác a gab bằng gac ha. rồi chúng ta qua câu b cn là chúng ta mới kẻ thêm vào cho nên mình phải khai báo kẻ cn vuông góc với am tại n khai báo cho người ta thấy kẻ cn vuông góc với am tại điểm n rồi thầy để chứng minh hai tam giác này bằng nhau như thầy phân tích lúc đầu là chúng ta phải đi chứng minh BH bằng CN trước. Để chứng minh BH bằng CN thì chúng ta phải chứng minh hai tam giác bằng nhau, đó là BHM và CNM. Xét tam giác BHM và tam giác CNM. Thầy hai tam giác này lần lượt vuông tại h và n đó lần lượt vuông tại h và n có nghĩa là mình chỉ ra cho người thấy rằng là à đây là hai tam giác vuông đó à, hai tam giác vuông mình chỉ ra người thấy hai tam giác vuông để mình chứng minh bằng nhau theo trường hợp là các trường hợp đặc biệt của tam giác vuông đó là cạnh huyền góc nhọn hoặc là cạnh huyền cạnh góc vuông đúng không? Đó xét hai tam giác này lần lượt vuông tại h và n cố gắng mình nhấn mạnh nè vuông tại h và n rồi chúng ta có gì nữa chúng ta có mb bằng mc đó mb bằng mc lúc đầu mình nháy nháy nè đúng không có mb bằng mc đó lý do lý do thì đề cho nè m là trung điểm của bc ha à, lý do m là trung điểm của BC. Đó. Cái điều này nó nó quá là đơn giản rồi cho nên thông thường à, chúng ta có thể bỏ qua, không cần giải thích chỗ này cũng được nha. Còn mình giải thích thì rõ hơn thôi. Rồi tiếp tục chúng ta có M1 bằng M2. Đây là hai góc đối đỉnh. Mình có M1 sẽ bằng góc M2. Lý do là đối đỉnh. Đó, hai tam giác này mình vừa chỉ ra là vuông này vuông này rồi có cạnh huyền bằng nhau này có góc nhọn bằng nhau này đủ để chúng ta suy ra là tam giác bhm bằng tam giác cnm trường hợp là cạnh huyền góc nhọn đó cạnh huyền góc nhọn đó. Hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta suy ra cặp cạnh tương ứng bằng nhau đó là BH sẽ bằng CN. Hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau ha. Đó. Rồi. Mình đã chứng minh là BH bằng CN rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh hai tam giác. này bằng nhau ha. GCA đây ta có diện tích của tam giác GCA sẽ bằng 1 phần 2 cái đã. Đây, GCA GCA thì sẽ bằng 1 phần 2 cạnh đáy là AG nhân với chiều cao là CN đúng không? 1 phần 2 AG nhân cho CN đó Tiếp theo, diện tích của tam giác GAB. GAB bằng 1 phần 2. Nè, GAB bằng 1 phần 2. Cạnh đáy là AG, chiều cao là BH. AG nhân cho BH. Đó, mình thấy nè. Diện tích của hai bạn này bằng 1 phần 2 AG, CN. 1 phần 2 AG, BH. Mà BH lại bằng CN. Đó, BH là bằng CN đúng không? Đó. Mà BH bằng CN chứng minh trên hai này bằng nhau. AG nhân cái thằng này, AG nhân với này, hai này bằng nhau. Suy ra hai tam giác này bằng nhau ha. Từ đó chúng ta suy ra là diện tích của GCA bằng diện tích của GAB. Đó mình đã chỉ ra điều thứ nhất là hai tam giác này bằng nhau ok các em ha. rồi bây giờ mình làm điều thứ hai đó là mình cần chỉ ra cho người ta thấy rằng là GAB sẽ bằng 1 phần 3 ABC ha. điều này thầy gọi là hồi nãy là câu A là 1, 2 rồi đúng không thì đây là điều số 3 ha rồi bây giờ mình cần chứng minh là thằng này bằng 1 phần 3 thằng này đó bằng cách nào thì ở câu A chúng ta đã chỉ ra cho người ta thấy rằng là diện tích của GBC GBC thì bằng 1 phần 3 diện tích của ABC Đúng không? Thì từ đó mình suy ra diện tích của cái hình ABGC ABGC sẽ bằng 2 phần 3 diện tích của tam giác ABC đúng không? Đó 2 phần 3 Mà diện tích của hình ABGC thì lại bằng diện tích của GAB cộng với GAC mà GAB lại bằng GAC nữa từ đó mình sẽ suy ra được là GAB sẽ bằng 1 phần 3 của ABC đó, các em hình dung ra không cái hướng đi của mình là như vậy nha đây chúng ta có nè diện tích của tam giác abc sẽ bằng đây diện tích tam giác abc sẽ bằng diện tích của ba tam giác cộng lại tam giác thứ nhất là gbc tam giác thứ hai là gca và tam giác thứ ba là gab ok chưa đó sẽ bằng ba diện tích cộng lại diện tích thứ nhất là gca diện tích thứ hai là gab và diện tích thứ ba là gbc nè đó, diện tích giá bằng 3 bạn này cộng lại rồi tiếp theo nè mà chúng ta vừa chỉ ra được là gca diện tích của tam giác gca bằng diện tích của gab nè gca bằng gab mình vừa chỉ ra đúng không đó, thì viết lại này S của A, B, C bằng Mình vừa chỉ ra hai bạn này bằng nhau Có nghĩa là hai thằng này bằng nhau Đó Hai thằng này bằng nhau cho nên là việc Thầy cộng hai thằng này lại Chính là bằng hai lần Diện tích của GAB Được chưa? Do hai thằng này bằng nhau Cho nên hai thằng này cộng lại Chính là bằng hai lần của GAB Cộng cho GBC Diện tích của GBC thì ở bài A Chúng ta đã chỉ ra là GBC Thì bằng 1 phần 3 Của tam giác ABC đúng không? Này GBC bằng 1 phần 3 của tam giác ABC Đây GBC thì thầy sẽ thế là bằng 1 phần 3 Của diện tích tam giác ABC Đó gần xong rồi đó các em rồi bây giờ thì chuyển cái 1 phần 3 của diện tích tam giác ABC này sang bên trái ha. Thì chuyển cái diện 1 phần 3 ABC này chuyển sang trái nha. Thì chuyển cái cộng này nè các em Sang bên trái thì làm tắt luôn nha Thì lúc này diện tích tam giác ABC mà trừ cho Mình chuyển sang trái là mình đổi dấu chứ nữa Mình chuyển sang là mình đổi dấu Là diện tích tam giác ABC trừ cho 1 phần 3 diện tích tam giác ABC Thì chúng ta sẽ được 2 phần 3 diện tích ABC Ok các em Đây Diện tích tam giác ABC bên trái này Thì chuyển thằng này sang bên trái luôn là Độ dấu của nó là trừ 1 phần 3 Diện tích tam giác ABC Còn bên phải sẽ bằng hai lần diện tích GAB Được chưa Diện tích tam giác ABC chính là một Diện tích tam ha 1 trừ cho 1 phần 3 thì chúng ta được là 2 phần 3 2 phần 3 diện tích tam giác ABC Được chưa rồi bên phải giữ nguyên thằng này là hai lần diện tích của GAB. Đó. Tới đây thầy thấy rằng là số 2 này, số 2 này. À, số 2, số 2. Nên thầy chia hai vế cho hai nha. Thầy chia hai vế cho hai. Thì bên trái thầy chia cho hai thì 3 phần 2 mà chia cho 2 á, thì thầy còn 1 phần 3 diện tích của ABC. Bên phải thầy chia cho 2 thì mất số 2 đi, còn diện tích tam giác GAB. Thấy chưa? Đó. Thầy vừa chứng minh cho các em thấy rằng là diện tích tam giác GAB bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC ha. Đây. GAB bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. Thấy chưa? Đó. Thầy chứng minh xong ha. Chỗ này thầy gọi là số 4 đi. Đó. Cái điều số 3 Thầy chứng minh hai bạn này bằng nhau. Đó chính là hai bạn này bằng nhau. Còn điều số 4 á, thì chứng minh là GAB bằng 1 phần 3 ABC. Đây, GAB bằng 1 phần 3 ABC. Đó. Có nghĩa là từ 3 và 4 chúng ta suy ra được điều này chứ nữa. À, đây. Từ 3 và 4 mình suy ra được diện tích GCA bằng diện tích của tam giác GAB. Mà diện tích tam giác GAB thì bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC đều phải chứng minh. Đó, chúng ta đã chứng minh xong điều này ha. Đây, điều này. Mình chứng minh xong nha. Rồi, chúng ta xong bài 9.35. Và qua bài này mình thấy gì nè? Thì từ bài tập trên, ta có cái này. Đây. Thì từ cái bài tập này, chúng ta thấy rằng là diện tích của tam giác GBC bằng diện tích tam giác GCA bằng diện tích tam giác GAB và bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. À. Thì điều này nó lý giải tại sao mà ở bài học trước mình biết đó G là trọng tâm, có nghĩa là khi mà cắt tam giác ABC ra thì lúc này nó có thể thăng bằng khi mà cái kim nó chỉ vào điểm G ha, được chưa? Bởi vì nó chia thành ba nửa bằng nhau này. đó. Điều này giúp ta cảm nhận tại sao có thể đặt thăng bằng miếng bìa hình tam giác trên giá nhọn đặt tại trọng tâm của tam giác đó. đó. có nghĩa là chúng ta cắt tam giác ABC ra, thì lúc đó chúng ta có thể đặt thăng bằng trên một cái giá nhọn tại điểm G. Đó. lý do là GBC diện tích nó bằng GCA và bằng rồi, chúng ta đã xong bài tập ở trang 83. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment, thầy An sẽ giải đáp cho các em. Còn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.